Thank you.
bán thế nào chị ơi? 10.000 ba cái em ơi. Quay chỗ anh lên đây. Máy gì cháu? Tôi mà cho mấy cái máy. Cho lấy bao nhiêu cái? Cho lấy 6 cái. Thôi. Làm bố túi. Nhà mình có sữa không nhỉ?
gì chị? Cho chị cục ạ. Bao tiền em? 30.000 chị. Chị cảm ơn nha, chị đi đã. Chào chị. Bây giờ mà sao? Bây giờ. Bây giờ mà sao? Bây giờ. Bây giờ mà sao? 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 Ai đó? Ở đây là lão léo. Ừ, mà kệ nó. Nó mới nằm, nó thích mới nằm. Nó thích mới nằm. Ừ. Cái gì mà nằm? Nó thích mới nằm, cứ nằm. Bố kén lên. Chị này đi con nó. Ừ. Gì mà khi nằm? Hả? Dạ, thôi kiếm qua. Chị lấy kiếm xong cho bóp mới. Thôi anh thằng rét của áp hả? Ừ. Loại, loại, loại nè. Tôi chưa loại bây giờ. Nó không phải nè. Chị lấy kiếm liệu của bóp mới. Bố lúc bao mưa nha mà bao đấy. Bố phải chở mà. Đi xuống. Bố không? Đi xuống đấy. Được, bố kia. Hử? Cái nắng. Hãy lên, bố kia. Chị bởi ra thôi, tiếng bố sáng ngày. Nắng kẹt. Kẹt khó đấy. Đây là kín. Kín nó không đấy. Ừ, bố kia. Bố kia xưa. Nè, cứ xe lông. Xe lông. Ám khẩy lại không? Dạ. Lông hề. Hả đứt. Để. Chị nói, chị nói, chị nói. Cái bẻ lúc tải vậy nó hay kiếm nó kiếm cái cuốn mà mình kiếm này ôm mình lấy kiếm sữa cho bố kiếm nằm đấy bố kiếm à kia khỏi kiếm cũng nó để lấy hay nói vậy á. Ừ. Các bạn nó mà che nằm với. Ừ. Như cả. Che nằm. Che nằm cho mất thua nữa vậy. Tôi bút chép nó đấy. Bọc. Rồi ngoài chui, ngoài áp nhưng mà hắn. Ngoài áp nhưng mà chui, 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 chui mấy bữa ốc mà. Chui mấy bữa ốc. Ừ. Không chung với bán chùm nó. Chúng cơ, mở po tướng về ban chồng á. Bấy chồng đẩy vô. Này. Chúng bay. Như có thể mà. Đó, em vương ông ấy. Không là
thái mòn tí ấy, nhưng toàn bò với đại này không. Cái tụ này sao tụ ấy tụ có hai thứ tụ nó phải để ra liền. Các bạn, bạn nó đen vào mà áp rồi nhé. Bước khăn đấy. Vâng. Khăn này chỗ khăn này. Các bạn có mà áp đen nhé. Té như thế này, sướng như thế này. Thế này khám lại là thay có táo không? Cốc. Để chưa? Em bé nhôn. Bé đâu? Bé này ăn cái gì nhiều thế? Bé này ăn cái gì nhiều? Chim. Em bé mấy hôm nữa hả? Mấy hôm nữa này?